Alo, chào quý vị đạo hữu đã quay trở lại với cái series lập trình Go căn bản. Ở video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục giới thiệu với cái quý vị đạo hữu là cái phần kế tiếp cũng khá là hay và phức tạp ở trong Go, đó chính là interface. Vậy thì đầu tiên giờ mình sẽ đi hết qua một cái dòng mà để mà mình tìm hiểu xem interface nó là cái gì và tại sao là mình phải sử dụng interface ở trong cái ứng dụng của mình. Và sau đó là mình sẽ làm một cái demo để cho quý đạo hữu cùng hiểu rõ hơn về cái gì gọi là interface. Rồi, ngày đầu tiên interface là gì? Thì interface là một cái kiểu được định nghĩa giống như là một cái tập hợp các signature của hàm. Signature của hàm có nghĩa là nó không phải là một cái hàm hoàn chỉnh, nó chỉ là một cái kiểu giống như cái chữ chữ ký hàm vậy đó. Có nghĩa là nó có bao gồm là tên hàm, kiểu của các cái tham số truyền vào, cái param truyền vào và các kiểu dữ liệu của giá trị trả về. Đó những cái đó gọi chung là signature của một cái hàm. Vậy thì interface nó bao gồm những cái tập hợp của cái signature đó. Và một cái giá trị của một cái kiểu interface á thì nó có thể chứa bất kỳ cái giá trị nào mà có implement các hàm đó. Thì nghe nó hơi rối rối đúng không? Nhưng mà một xíu nữa mình sẽ ví dụ cho quý vị đạo hữu hiểu được. Nghĩa là ví dụ interface mình định nghĩa ra một cái interface có hai cái hàm, thì bất cứ cái anh nào mà ảnh có implement đủ hai cái hàm đó thì nó chính là cái có cái kiểu interface, nó chính là một cái giá trị có cái kiểu interface mà mình đã định nghĩa rồi. Thì vấn đề là tại sao mình lại phải sử dụng interface trong cái ứng dụng của mình. Thì để tránh cho cái việc là cái code của mình nó cứ lặp đi lặp lại đó, cho những cái hàm nó thật sự là hoàn toàn giống nhau như đúc, nó chỉ khác nhau về cái kiểu dữ liệu thôi. Nghĩa là cái kiểu dữ liệu input vô cái hàm gì đó mà các bạn input vô lúc thì nó, ví dụ như cái hàm in đi, nếu mà các bạn in ra một con số thì cái param truyền vô là số đúng không, thì bạn sẽ làm viết cái hàm in số, in chuỗi, in a z gì đó, thì cứ ứng với mọi cái kiểu dữ liệu đó là bạn phải viết một cái hàm in. Thì cái interface này nó được tạo ra để mà bạn chỉ cần viết một cái hàm in thôi và bạn truyền vào một cái interface thì nó sẽ in cái interface tương ứng đó ra. In ra cái kiểu dữ liệu tương ứng đó mà mình không phải viết, là có n kiểu dữ liệu là mình phải viết n cái hàm in chẳng hạn vậy. Thì một lát nữa sau đây mình sẽ ví dụ cụ thể bằng một cái demo, viết một cái demo cho các bạn xem để bạn sẽ hiểu ngay. Còn bây giờ mình cứ đi lướt qua, giống như là overview, đi lướt qua. Rồi, đây sẽ là một cái ví dụ một xíu nữa mà mình sẽ làm cho các đạo hữu cùng xem. Nghĩa là cái code mà nếu như mà nó không không có interface á, thì nó sẽ như thế nào? Ví dụ như đây, tôi có hai cái con bot. Tôi định nghĩa hai cái con bot, một là cái con bot nói tiếng Anh và một là con bot nói tiếng Tây Ban Nha. Đó. Thì mỗi con bot này nó đều có một cái hàm để mà lấy cái câu chào, lấy câu chào greeting greeting đó. Đó. Thì cái câu chào tiếng Anh này và cái câu chào tiếng Tây Ban Nha chắc chắn là nó sẽ phải khác nhau rồi, nghĩa là cái logic ở bên trong nó đã khác nhau rồi. Rồi, thì khi mà mình lấy được cái câu chào đó rồi, mình muốn in cái câu chào đó ra terminal đó, thì mình sẽ dùng cái hàm in này, in cái câu chào này ra. Và đối với con bot tiếng Anh đó, con English bot đó, thì mình phải truyền vô cái dữ liệu là English bot đúng không, và con Spanish bot cũng tương tự vậy, nghĩa là mình muốn in cái câu chào bằng tiếng Spanish của nó thì mình cũng đưa vào một cái Spanish bot làm cái tham số đầu vào cho cái hàm inviting của mình. Thì các bạn xem thì chắc chắn là cái logic xử lý của hai anh này là nó sẽ là như nhau đó. Một xíu nữa mình sẽ demo cho bạn thấy là nó sẽ y chang nhau luôn đó. Rồi,
Thì nếu như mà không có interface thì cái chỗ này là mình cứ phải code đi code lại. Ví dụ như sau này mình có một cái gọi là Chinese bot chẳng hạn, còn một con bot ở tiếng Tàu, thì mình lại implement cái function là bring written rồi param truyền vào là một cái Chinese bot. Thì bây giờ interface nó sẽ giải quyết cho mình được cái vấn đề là ok, anh cứ define đi, chỉ có một cái hàm in thôi, và mà anh muốn in cái gì tôi cho in cái đó cho anh. Hay vậy đó. Rồi vậy thì làm thế nào để khai báo một cái interface? Thì interface được định nghĩa sao, thì mình cũng bắt đầu bằng cái từ khóa type, sau đó là tới tên của cái interface đó. Ví dụ trong trường hợp này mình đặt tên là bot, và cái từ khóa interface. Rồi sau đó thì phía bên trong body của cái khai báo thì mình sẽ bắt đầu mình định nghĩa những cái signature của cái hàm đó, những cái hàm mà thằng cái interface này nó bắt buộc phải có. Có nghĩa là ai mà implement đủ những cái hàm này thì chính là cái kiểu, nó chính là nó nôm na, nó không phải là như nó nôm na để cho mọi người dễ hiểu, nghĩa là nó là con của cái interface này, nó là một cái hiện thân của interface này. Đừng nói con thì mấy người mất công lại hiểu là tới quan hệ cha con ở trong những cái ngôn ngữ khác, thì nó giống như là nó một cái thể hiện, một cái hiện thân gì đó đi của cái interface này, nếu như có implement đầy đủ. Thì đó, ví dụ trong trường hợp này mình sẽ định nghĩa một cái signature có cái tên là getWritten, không có tham số gì truyền vào hết, và trả dòng cái string. Rồi bây giờ mình sẽ đi bắt tay vào mình làm một cái demo ha. Để tiết kiệm thời gian thì mình đã làm trước một cái file main rồi. Bây giờ mình định nghĩa ra một cái struct, nó là AnalystBot của mình. Rồi, struct này mình hiện tại mình không có cái property nào hết, nên mình cứ để yên mở rộng mặt thôi. Đó, vậy là đủ ha. Rồi, một con SpanishBot tương tự. Rồi thì con AnalystBot này nó có một cái function gọi là getWritten, trả về một cái string, và cái hàm này nó trả về cái câu chào ở tiếng Anh, nó sẽ là hello. Đó, hey. Rồi tương tự thì mình sẽ thằng Spanish cũng vậy ha, tôi xin phép tôi copy cho lẹ, lười lắm ha, code là dễ nhưng mà nó lười lắm. Tiếng Spanish thì nó là hola, đơn giản, tôi là từ tiếng nào tôi cũng biết. Rồi bây giờ mình sẽ định nghĩa cái hàm gọi là print written. Bây giờ thì trong trường hợp mình muốn in tiếng tiếng Anh thì mình phải đưa vào cái tiếng Anh đúng không? Đó, và mình sẽ in ra cái câu mà câu chào của cái anh tiếng Anh này. Chưa? Rồi, bây giờ mình ví dụ mình làm thử ha. Mình làm thử coi cái hàm in này nó của mình nó chạy chưa. Bằng cách là mình sẽ import đây chẳng hạn vậy. Thì nó là bằng export, rồi sau đó là print written cái anh airbot này. Rồi chạy lên go run main chấm go à, nó in ra câu hello rồi nè. Rồi ha, bây giờ tương tự mình sẽ viết một cái hàm cũng là bên written, và mình truyền vào con Spanish bot nha.
Rồi các bạn nhìn xem. Rồi mình xin phép copy. Thì lúc này nó báo lỗi nha. Nó báo là cái hàm ring written này nó đã được khai báo ở trong cái block này rồi, nghĩa là trong cái đoạn code này nó đã, trong cái mắc kịch này nó đã được khai báo cái hàm này rồi. Mặc dù là cái param nó khác nhau. Đó, nhưng mà ở trong Go nó chỉ cần là cái tên của cái hàm nó giống nhau là nó sẽ không cho mình đặt. Ngay trong trường hợp này mình tạm thời tôi tạm thời tôi bỏ này lại để tôi test cái việc in cái câu semantic ra nha. Thì tôi sẽ in ra trong trường hợp này. Rồi nó đã in ra được câu hola rồi. Thì các bạn để ý đúng không, cái hàm in này á, nó cứ lặp đi lặp lại nè. Nếu như mà bây giờ mình muốn mà cho cả hàm hai hàm nó chạy á, thì đó, mình sẽ đặt tên nó khác đi, ví dụ như vậy, English và Spanish là đó, thì nó sẽ chạy được, không báo lỗi nữa, tại vì hai hàm nó khác nhau rồi. Ví dụ như bây giờ mình thêm vô một cái anh gọi là anh Chinese hay là Thái Lan bot gì đó, thì chắc chắn là mình phải copy cái hàm này lại và xử lý lại cũng y chang. Nghĩa là về mặt logic xử lý ở bên trong hai cái hàm này đó, nó là như nhau. Vậy thì interface đẻ ra để giải quyết cái vấn đề này. Bây giờ mình bỏ, mình tạm thời mình quay lại ha, mình xóa đi, mình xóa đi. Bây giờ mình sẽ sử dụng interface để giải quyết cái vấn đề bài toán này. Đây thì mình sẽ khai báo một cái interface, nó tên là bot, nó là một cái interface. Và cái interface này nó có một cái hàm getWritten, không có tham số gì truyền vào hết, và nó trả về cái string. Trong trường hợp này của mình demo thì không có cái param gì truyền vào, nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể là khai báo một cái function có param truyền vào cũng được, nhưng mà mình không cần phải khai báo cụ thể cái tên param trong trường hợp này. Ví dụ như trong trường hợp này các bạn có thể truyền vào string và int. Đấy, các bạn không cần phải khai báo là add string hay là y in gì hết. Đó, chỉ đó, trong không cần khai báo như vậy luôn. Bạn chỉ cần khai báo cái kiểu dữ liệu thôi, tại vì nó chỉ là một cái signature thôi. Chứ nó không phải là một cái hàm, một cái khai báo hàm hoàn chỉnh. Nó chỉ cần hiểu cái kiểu dữ liệu thôi là đủ. Rồi, trong trường hợp này mình khai báo một cái anh bot có cái signature là getWritten string, trả về một cái string đó. Đó, cái signature này, một cái hàm như thế này đi. Rồi thì theo đúng như định nghĩa của interface thì bất cứ một cái anh nào ảnh có implement cái hàm getWritten và trả một cái string thì ảnh chính là một cái thể hiện của interface bot. Rồi mình xem nè, English bot này cũng vậy, ảnh có sử dụng cái hàm getWritten và trả về cái string. Vậy thì chắc chắn ảnh là đã là một cái thể hiện của thằng bot rồi. Và Spanish này cũng vậy, nó cũng là một cái thể hiện của anh bot. Rồi trong trường hợp này bây giờ mình sẽ sửa lại cái chỗ này, mình sử dụng cái interface bot ở đây và mình chỉ cần gọi cái anh bot này với cái hàm getWritten tương ứng là được. Đó, trong trường hợp này mình này và mình để lại vậy như cũ, mình chạy nha, hola. Mình đổi nó thành English bot, mình chạy thì nó là hello. Đó, có nghĩa là trong trường hợp này, trong cái đoạn code này, Spanish bot và English bot nó đã là nó đã implement cái interface bot này rồi. Mặc dù trong khai báo mình không hề có một cái
gì gọi là một cái xác định rõ ràng về cái việc EnergyBot này và SpendingBot của mình đã implement cái interface bot đó. Nếu mình không cần phải khai báo giống như trong trong Go là ok implement bot đó, ví dụ như trong Go nó là nó phải là khai báo cụ thể như vậy, thì ở trong Go nó không cần, nó chỉ cần đơn giản là ok anh nào có implement đủ những cái hàm mà tôi đã định nghĩa trong interface thì anh chính là cái interface đó. Trong trường hợp này thì hai anh này chính là một cái interface bot, và trong cái hàm print này written này mình chỉ cần đưa cái interface bot vào thì nó sẽ chạy được cho cả cái EnglishBot và SpendingBot. Đó, thì lúc này á, thì ví dụ như mình có thêm cho bao nhiêu cái bot đi nữa, bao nhiêu cái ngôn ngữ đi nữa, thì mình chỉ cần dùng duy nhất đúng một cái hàm rewritten này thôi, mình không có phải bị duplicate code của mình ra, mình không phải clone code ra nhiều nhiều nhiều, nhiều nữa, nó chỉ cần dùng một hàm thôi, thì đó chính là cái sự lợi hại của cái interface này. Đó, nhưng mà cái interface này nó cũng có một cái chỗ rất là bất lợi, có nghĩa là nếu như mà các bạn không quen, không có code quen, không có sử dụng quen cái interface này và không quen đọc code á, thì khi mà vô bạn bạn đọc á, bạn sẽ không hiểu được là tại sao mà cái chỗ này tôi lại có thể in ra được như vậy, hoặc là tôi có thể xử lý được như vậy. Bạn không hiểu nó là nó đang implement interface nào, nhưng tại vì nó không khai báo một cách tường minh nên bạn không thể nào mà bạn biết được là nó hiện tại nó đang implement cái interface nào, nếu như mình không đọc kỹ cái code mà hiểu rõ cái code của mình, thì đó là một cái điều rất là khó ở trong cái interface của Go này. Nghĩa là cái việc đó rất là, nó vừa là một cái lợi mà nó vừa là một cái bất lợi đó. Nghĩa là việc code của mình thì rất là đơn giản, nhưng mà để mà hiểu được đó, thì rất là khó đó. Thì đó chính là những cái gì mà một cái interface nó cần và cách sử dụng một cái interface như thế nào. Đó, mình giới thiệu qua một cái demo cho mọi người cùng xem. Và bây giờ mình muốn nói thêm một chỗ một chút xíu nữa, có dính chút xíu tới cái interface này, có nghĩa là nó chia ra trong Go, nó chia ra làm hai loại, nghĩa là một cái gọi là contract type và một cái gọi là interface type. Cái contract type này có nghĩa là một cái kiểu dữ liệu rất là cụ thể, cái từ contract nó đã là nghĩa là cụ thể rồi. Nghĩa là contract type này nó là một cái kiểu dữ liệu cụ thể, có nghĩa là bạn có thể tạo ra một cái giá trị cụ thể bằng cái type đó luôn. Ví dụ như một cái string, một cái map, một cái struct, một cái bất cứ gì đó. Ví dụ như trường hợp này, cái struct mình có thể tạo ra được một cái giá trị sbot là bằng một cái endless struct, nó nghĩa là một cái kiểu rất là cụ thể. Và ở phía bên kia một cái interface type thì bạn không thể nào bạn tạo ra được một cái con bot bằng cách là bạn viết như thế này cả. Đó, bạn không thể nào bạn tạo ra một cái giá trị interface được hết, là một một cái giá trị từ một cái kiểu dữ liệu interface được hết, mà nó phải được nhầm hiểu bằng cách là bạn phải tạo ra một giá trị từ một kiểu dữ liệu cụ thể có implement cái interface đó. Đó, nó hơi nhập nhằng chỗ đó đó, có nghĩa là phải tạo ra cái giá trị từ một kiểu dữ liệu cụ thể, mà cái kiểu dữ liệu cụ thể đó nó đã implement cái interface mà mình muốn tạo ra, thì mình mới có thể là tạo ra được một cái kiểu dữ liệu, chứ mình không thể nào mình tạo trực tiếp từ cái interface bot này. Mình chỉ có thể thông qua anh EnglishBot và SpendingBot này để mà mình tạo ra cái interface bot thôi, cái giá trị của interface bot thôi. Đó, thì đó là nói về contract type và interface type. Còn một cái nữa, cái này chỉ là một cái nhỏ thôi, nghĩa là nó interface nó vẫn có thể là gọi là embedded interface được, nghĩa là bạn có thể khai báo một cái interface nằm bên trong một cái interface khác. Ví dụ như ở đây mình có thể khai báo một cái interface x gì đó,
và cái hàm của nó là hàm get x chẳng hạn, và trả một con số in. Đó thì ví dụ như một con bot nó có thể implement cả cái interface x này. Đó. Nghĩa là đây đây là cái cách nè. Đó, cái interface này mình đặt tên là x. Đặt tên x thì nếu như mà mình muốn cái bot interface của mình á nó thỏa luôn cả điều kiện của x interface này thì mình đưa cái tên của cái interface đó vào thôi là đủ. Thì đó là cách mà mình khai báo một cái interface nó nằm bên trong một cái interface khác. Đó thì cái demo của mình tới đây là hết, đó là tất cả những gì mà mình muốn giới thiệu cho các bạn về interface. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau.